Chào mừng bạn đến với Postcard Tâm sự Crypto. Hôm nay thì Phúc sẽ đưa đến cho bạn một cái chủ đề, đó chính là tổng hợp 6 nguyên tắc quan trọng trong giao dịch Bitcoin. Đầu tiên, bạn sẽ cần phải hiểu giao dịch Bitcoin là gì. Nếu bạn mua Bitcoin với giá nhất định, sau đó bán lại với giá cao hơn, bạn sẽ có lợi nhuận nhờ vào sự thay đổi của giá này. Tuy nhiên thì khi giá Bitcoin giảm thì bạn sẽ bị lọt vào một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi mà không biết có nên bán giá Bitcoin và chịu lỗ một phần hay là tiếp tục chờ với hy vọng giá sẽ quay trở lại. Khi đó thì không có gì đảm bảo rằng giá sẽ ngừng giảm. Có hai loại giao dịch trong thị trường, đó là giao dịch ngắn hạn và giao dịch dài hạn. Cả hai dịch này thì đều khác nhau ở khoảng thời gian mà họ muốn nắm giữ Bitcoin trước và sau khi bán lại vào thị trường. Những người giao dịch dài hạn ấy thì họ thường nghiên cứu xu hướng giá cả trong suốt một khoảng thời gian dài. Sự xem xét thị trường kỹ lưỡng giúp họ quyết định giữ hay là nên mua Bitcoin dài hạn với hy vọng là sẽ thu lợi nhuận với một cái khoản giá tích cực hơn mức ban đầu. Vì Bitcoin trong giai đoạn thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nó thì không ít người khuyên rằng nên mua nó ngay từ bây giờ. Lời khuyên này là hoàn toàn có căn cứ bởi nhiều người chấp nhận Bitcoin thì nhu cầu đối với loại tiền tệ này cũng như là các công nghệ đi kèm sẽ tăng theo. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu của thị trường cho các đồng tiền kỹ thuật khác. Ta có thể thấy điều rất rõ ràng rằng trong thời gian vừa qua, mỗi khi mà giá Bitcoin tăng ấy thì luôn đi kèm với một cái khối lượng giao dịch khổng lồ ngay tại thời điểm đó. Trái lại, đối với những người giao dịch dài hạn thì những người mà họ giao dịch ngắn hạn luôn theo dõi từng động tĩnh nhỏ của Bitcoin hàng ngày và họ tận dụng triệt để những cái sự dao động của giá. Những nhà giao dịch này họ phát đạt nhờ vào cái sự bất ổn của thị trường. Đây là một đặc trưng của Bitcoin trong thời điểm hiện tại. Trong thời gian đầu khi mà giao dịch Bitcoin thường lên xuống mạnh, khi mà chỉ cần một sự kiện nhỏ trong lĩnh vực tiền thuật toán cũng xảy ra một tác động mạnh đến giá. Tuy nhiên thì các chuyên gia ngày nay khuyên nên mua Bitcoin từ bây giờ bởi vì Bitcoin đang đi vào thời kỳ ổn định hơn, được chấp nhận nhiều hơn và khó mất đi sự ủng hộ từ các nhà giao dịch từ trước kia. Phần 2. 6 nguyên tắc mua bán Bitcoin. Cái việc mà mua bán Bitcoin sẽ mang lại lợi nhuận nếu mà ta thực sự hiểu từng bước cơ bản cần phải đi. 1. Đừng bao giờ áp dụng mất 1 còn 1 được ăn cả ngã về không. Nên là hãy chia vốn ra đầu tư nhiều đợt nhỏ theo từng mức giá khác nhau. Thứ hai, tận dụng hết mọi công nghệ có sẵn để đạt được lợi nhuận tối đa. Thứ ba, hiểu được rằng thị trường là một quá trình liên tục, yêu cầu rất nhiều thời gian, sự tập trung và sự nỗ lực. Tự nghiên cứu và cập nhật xu hướng là cực kỳ quan trọng. Thứ tư, biết khi nào là đầu tư thích hợp. Điều này yêu cầu ta phải thực sự tập trung, chuyên nghiệp và không bị cảm xúc chi phối. Thứ năm, phải luôn nhớ rằng thắng thua là chuyện bắt buộc phải có trong giao dịch mua bán. Cái cần quan tâm nhất là ta đã tích lũy được bao nhiêu lợi nhuận. Thứ 6, theo dõi thường xuyên tỷ giá coin để có sự lựa chọn chính xác. Cuối cùng, khi mà đầu tư vào Bitcoin thì việc áp dụng 6 nguyên tắc quan trọng này sẽ giúp đảm bảo sự thành công. Đầu tiên, hiểu rõ được tính biến động của Bitcoin và sẵn sàng đối mặt với rủi ro là điểm quan trọng nhất. Thứ hai, kiến thức về công nghệ blockchain là cách hoạt động của Bitcoin giúp ta đưa ra các quyết định thông minh hơn. Thứ ba, việc nghiên cứu và phân tích thị trường là cần thiết ở cái thời điểm mua và bán. Và cuối cùng, khi mà đầu tư vào Bitcoin thì việc áp dụng 6 nguyên tắc quan trọng này sẽ giúp đảm bảo sự thành công. Đầu tiên, hiểu rõ được tính biến động của Bitcoin và sẵn sàng đối mặt với rủi ro là điểm quan trọng nhất. Thứ hai, kiến thức về công nghệ blockchain và cách hoạt động của Bitcoin sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định thông minh hơn. Thứ ba, việc nghiên cứu và phân tích thị trường là cần thiết để định thời điểm mua và điểm bán. Thứ tư, quản lý rủi ro và đa dạng hóa sẽ giúp bảo vệ phần vốn đầu tư của bạn. Thứ năm, hãy tập trung vào thông tin đáng tin cậy và không dựa quá nhiều vào tin tức hay là lời đồn. Cuối cùng, sự kiên nhẫn và sự kiểm soát cảm xúc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư và giúp đạt được sự thành công dài hạn trong đầu tư Bitcoin. Và nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy like và follow cho Phúc Crypto để ủng hộ cho đội ngũ của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo.